vì sao đại gia Dũng, Lò Vôi và bà Phương Hằng trao lại gia sản nghìn tỷ cho con trai út mà không phải ai khác. Cả ông Dũng, Lò Vôi và bà Phương Hằng đều có con riêng. Tuy nhiên, cả hai lại quyết định trao gia tài cả đời cho con trai út. Vào tối ngày 25 tháng 5, giữa lúc đang có hơn nửa triệu người theo dõi bà Phương Hằng livestream thì bất ngờ, cậu con trai út là Huỳnh Hằng Hữu xuất hiện khiến đông đảo cư dân mạng hóng hớt đổ dồn sự chú ý với vẻ ngoài thông minh lém lỉnh. Đặc biệt là có gương mặt giống y như đúc ông Huỳnh Uy Dũng, Dũng Lò Vôi. Chú bé này chính là người thừa kế được chỉ định ngay từ khi mới 1 tuổi. Như vậy, Huỳnh Hằng Hữu gần như là tỷ phú trẻ nhất Việt Nam khi vừa sinh ra, vạch đích đã được cha mẹ là ông Dũng Lò Vôi và bà Phương Hằng để sẵn. Sau này, trọng trách gánh vác cả gia tài đồ sộ, bao gồm công ty của gia đình, khu du lịch Đại Nam sẽ do Huỳnh Hằng Hữu đảm nhận. Vậy vì sao chú bé này lại đặc biệt đến vậy giữa những người con của bà Hằng và ông Dũng? Vào tiệc nôi thôi của con trai mình diễn ra vào năm 2013, buổi tiệc được cho là linh đình nhất nhì Sài Gòn lúc bấy giờ. Đại gia Dũng Lò Vôi đã khiến cho không ít khách mời choáng váng khi công khai chúc thư, để lại toàn bộ tài sản cho con trai út của mình khi ấy vừa tròn 1 tuổi. Mọi thứ bao gồm khu du lịch Đại Nam, khu công nghiệp Sóng Thần 2, khu dân cư Dĩ An, khu công nghiệp và dân cư Sóng Thần 3 tỉnh Bình Dương, khu dân cư Bình Phước. Đồng thời, đại gia này cũng trao luôn chức chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Đại Nam cho con trai. Nói về lý do chọn Huỳnh Hằng Hữu làm người thừa kế, vị đại gia này nói: "Tôi đã làm việc rất chăm chỉ bằng cả trí tuệ và thể xác để có ngày hôm nay với bao nhiêu vinh nhục, tủi hờn lẫn mất mát. Với tuổi đời 54, tôi cảm thấy mình không còn sức nữa. Điều hạnh phúc nhất là tôi đã tìm thấy một niềm tin cao cả nhất mà vợ chồng tôi đã thành tâm cầu xin. Trời Phật đã cho tôi xin một đứa con trai để thay tôi thực hiện được ước nguyện tâm nguyện và thiện nguyện cho đời. Tuy nhiên, về mặt pháp lý, để sở hữu khối tài sản nghìn tỷ này từ bố mẹ, Huỳnh Hằng Hữu vẫn phải đợi đủ 18 tuổi mới được nhận. Hiện tại, ông Dũng Lò Vôi đã lập hội đồng giám sát để quản lý tài sản, đợi con mình trưởng thành." Nguồn tổng hợp.